Chị Nguyễn Mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Thì đây là một cái căn nhà nằm ở trong cái khu dân cư rất là đông đúc nha quý anh chị. Thì cái căn nhà này với diện tích là ngang 5m, dài vô là 18m luôn, có sân trước và sân sau lấy gió trời rất là thông thoáng. Thì toàn bộ căn nhà của mình thì được ốp BNC toàn bộ luôn đó. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi, ô tô xe tải mình có thể di chuyển đầu tới ngôi nhà của mình luôn. Thì với cái căn nhà này được bán với mức giá chưa tới 2 tỷ nữa. Nếu mà quý anh chị mình đang cần nhà rộng rãi và thông thoáng á, mà với diện tích ngang 5, dài 18m, được thiết kế là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và một cái phòng thờ riêng biệt. Thì được thiết kế cái mẫu nhà là một cái không gian mở nè quý anh chị, khá là sang luôn. Phía trên cầu thang thì có một cái quầy bar rất là sang trọng nha. Thì nếu mà quý anh chị mình muốn tìm một căn nhà mới ưng ý, vừa đẹp vừa sự sang, đường xá thì to, thì quý anh chị mình gắng theo dõi hết video video này nha. Bây giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình ra ngoài xem sơ con đường vào nhà của mình. Đây là con đường vào nhà của mình. Thì con đường vào nhà của mình rộng khoảng 4m tới 5m, đường bê tông. Mình có thể di chuyển được chiếc xe ô tô 4 cẩu, 7 chỗ, xe tải mình có thể di chuyển đầu tới trước cửa nhà của mình luôn. Thì đây là một cái mẫu nhà được thiết kế theo cái kiểu mái hộp nha quý anh chị. Đó, thì ở trong đây thì bên đơn vị Trường Nguyễn vừa hoàn thiện xong 2 căn luôn. Thì có 2 sự lựa chọn cho quý anh chị mình. Một căn thì bên mé bên đây thì nó vỉa diện tích thì nó bằng y chang nhau và mẫu mã thiết kế y chang nhau nha quý anh chị. Và giá tiền thì nó cũng bằng nhau luôn. Đó. Thì ở trong đây là một trong một cái khu được dân cư ở cũng khá là đông và nhà cửa thì mọc rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Thì từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận như Bình Tân, Tân Bình, quận 8, quận 7 thì mình đi di chuyển mất tầm khoảng là đâu đó khoảng 30 đến 35 phút. Đó, quá là tuyệt vời. Nhà thì to, nhà thì rộng rãi nè, thiết kế theo cái mẫu mã rất là sang trọng luôn. Phía trước nhà mình là có một cái dãy nhà khá là đông luôn. Và ở đây thì có một bãi đất trống nha quý anh chị. Đó. Thì đất bên đây thì cũng đã được phân lô, bán full bích hết rồi. Đó. Thì bán hết rồi. Thì bên đơn vị Trường Nguyễn có thừa lại vài căn để xây, để gửi bán đến quý anh chị mình. Đó, như quý anh chị mình đã từng đi tìm nhà với một mức giá chưa tới 2 tỷ nữa mà diện tích là ngang 5m, dài vô là 18m. Nó thiết kế rất là sang trọng luôn. Toàn bộ không gian phòng khách được ốp BNC hết toàn bộ cho gia đình mình. Đây là một cái mặt diện của ngôi nhà mình nè quý anh chị, khá sang, nhìn vào là đã sang rồi. Đó, mà được bán với mức giá tổng luôn là bên đơn vị Trường Nguyễn sẽ bao hồ sơ, bao chi phí là bên lo toàn bộ hết cho cô chú anh chị mình luôn. Bán với mức giá đúng 1 tỷ 950 triệu thôi, đúng 1 tỷ 950 triệu, vẫn còn thương lượng nhẹ để gửi đến quý anh chị mình luôn nha. Thì đây là một cái đường, cái sân nhà mình, cái sân vào nhà mình nha quý anh chị. Cái sân nhà mình rộng khoảng là tầm 2m rưỡi, nó mình đậu khoảng được 5-7 chiếc xe máy thì thoải mái luôn. Nếu nhà mình quý gia đình nào á có ô tô thì mình có thể tận dụng không gian bên đây. Đó, không gian bên đây mình có thể đậu chiếc ô tô bên đây nha quý anh chị, khá là tuyệt vời luôn. Thì bước vào trong đó là đầu tiên sẽ làm cho mình một lớp cửa là 4 cánh này quý anh chị. Đó, sắt sơn tĩnh điện rất là dày dặn và chắc chắn nha. Đó. Thì ở không gian trên này thì bên đơn vị Trường Nguyễn chưa có làm mái che nha. Về quý anh chị mình có thể làm thêm mái che để che nắng che mưa, giúp cho nhà mình nó sẽ mát hơn. Khá là tuyệt vời. Nhà của mình là có một cái hướng bắc nha quý anh chị, rất thích hợp cho gia đình nào đang tìm nhà hướng bắc. Và đây là cái không gian bên khu vực đơn vị của Trường Nguyễn có trồng cho mình một mớ cây xanh nè. Đó, về quý anh chị mình nếu không thích loại cây này thì mình có thể trồng một mớ cây xanh khác. Có một giò nước ở đây luôn để mình tiện để mình rửa xe, rửa xăng, rất là tiện lợi nha. Thì bước thêm nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha quý anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn. Bước vào cái căn nhà của mình rất là mát mẻ luôn. Theo cảm nhận của Trường Nguyễn á, căn nhà này rất là mát nha quý anh chị. Lấy gió từ cái mặt diện trước và mặt diện sau, lại có một cái giếng trời ở sau quý anh chị, lấy gió từ ngoài vào. Đó, lấy gió từ hai hướng lên ngôi nhà mình rất là mát mẻ. Được ốp BNC nữa. Như quý anh chị mình cũng thường đi xem nhà cũng biết, nhà mình ốp BNC thì căn nhà lúc nào cũng phải mát hết nha quý anh chị. Đây là ốp BNC nè, toàn bộ hết căn nhà cho gia đình mình luôn. Thì ở phía trên trần là trần thạch cao nguyên khối, có gắn bóng đèn lon. Và một cái bóng đèn chùm, đèn dây. Đó, rất là sang trọng ở phía chính giữa phòng khách của gia đình mình. Đó, nghe quý anh chị. Thì cầu thang được bên em thiết kế cho mình ốp sát cho tường, tiết kiệm không gian nhà của mình nên ngôi nhà của mình khá là rộng nha quý anh chị. Thì tiến xuống nữa là một cái không gian bếp.
Thì cái không gian bếp này khá là rộng luôn nha quý anh chị. Chị Nguyễn dám bảo đảm với quý anh chị mình luôn. Các chị em phụ nữ và những gia đình nào mà thích nấu nướng về đây sẽ thấy cái không gian bếp này là hết 90% chị em phụ nữ của mình đã thích không gian nấu nướng này rồi. Tại vì nó khá là rộng nha quý anh chị và khá là sạch sẽ luôn. Có lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Mặt đá là mặt đá ba cương, có bầu inox 304, chống dây xét, chống hao mòn cho gia đình mình. Bên đây thì gắn một cái lớp chống cắt nhiệt, chống cháy nổ rất là tốt. Ở đây không gian này thì có một cái vầy ba sẵn cho gia đình mình nấu nướng để mình tiếp khách ở khu vực này. Thì phía trong nhà thì bên đơn vị Triều Nguyễn có trồng sẵn cho mình những cái cây lưỡi hổ rất là mát luôn, phong thủy rất là tốt nha quý anh chị. Đó, quá là tuyệt vời với căn nhà. Với diện tích là ngang 5m, chạy dài vô là 18m mà bán với mức giá chỉ có đúng 1.950.000.000 thôi. Căn này vừa mới hoàn thiện xong nha quý anh chị, nhà mới 100% luôn. Ở trần trên đây thì có gắn cho mình một cái quạt trần, trần thạch cao nguyên khối, đèn dây đâu đầy đủ thắp sáng hết từ cái không gian phòng khách chạy dài xuống tới không gian nhà sau luôn nha quý anh chị. Và đặc biệt nữa thì căn nhà của mình có một cái không gian phòng ở phía bên dưới nha quý anh chị, rất thích hợp cho gia đình nào có người lớn tuổi và trẻ em lên xuống cầu thang bất tiện thì mình có thể tận dụng không gian phòng này để cho con em mình, cha mẹ mình nghỉ ngơi ở dưới khu vực này, dây chờ máy lạnh, đèn lon, đèn ngủ đồ đầy đủ. Đặc biệt là có một cái không gian cửa sổ rất là mát luôn. Đó. Thì từ ngôi nhà của mình là được tọa lạc tại gần chợ Trung Thành. Đó. Nhà mình thì có thông tứ hướng, có hai hướng đi. Một là mình có thể đi hướng đường chợ Long Thượng, đi đường Đinh Đức Thiện nói hoài, nó dài á quý anh chị. Xong tới ngã tư Phước Lý mình rẽ vào đường đi tới chợ Long Thượng. Xong tới lúc đó thì từ nhà mình cách chợ Long Thượng mất tầm khoảng đi khoảng là 3 đến 5 phút mình đi xe máy thôi. Rất là gần, đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi. Xe ô tô, xe tải mình di chuyển tới nhà. Đây là một cái khu vực sân sau, giếng trời lấy gió từ ngoài vào rất là mát luôn. Ở phía này thì cũng ốp lát cao rồi. Đó, ở đây thì về quý anh chị mình có thể làm thêm hàng sắt các quý anh chị, nó be xung quanh lại cho nhà mình nó an tâm hơn, an toàn hơn nha. Và không gian nhà vệ sinh thì được bên đơn vị Triều Nguyễn thiết kế cho mình ở cuối nhà. Trong không gian nhà vệ sinh á, thì cũng được ốp lát sạch sẽ rồi, lên tặng lên cao luôn nè. Đó, có bồn cầu, bông sen, hoa sen để mà tắm nè, và bồn rửa mặt, quần gương, có đầy đủ hết rồi nha quý anh chị. Thì xem đến đây, quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho Triều Nguyễn để Triều Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Triều Nguyễn là Kim Châm làm việc là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không hảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà. Từ căn nhà của mình, từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi tầm khoảng là 30 đến 35 phút mình đi xe máy nha quý anh chị. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng thôi. Đó. Với một cái căn nhà vừa mới hoàn thiện xong luôn mà bán với mức giá chỉ có là 1.950.000 thôi. Gọi ngay cho Triều Nguyễn để mình đi xuống xem thực tế căn nhà này nha quý anh chị. Thì giờ Triều Nguyễn mời quý anh chị mình cùng Triều Nguyễn đi lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây là không gian tầng 1 của gia đình mình. Đó. Thì căn nhà của mình là được thiết kế ở trên tầng 1 này là một cái không gian phòng này, khu vực này để chống. Về quý anh chị mình có thể làm một cái phòng thờ trang nghiêm ở đây, hoặc là mình có thể làm một cái phòng sách thật để cho con mình học ăn học bài ở khu vực này, khá là tiện lợi luôn nha quý anh chị. Thì con nhà của mình ở tầng 1 này thì được thiết kế toàn bộ của mình là màu trắng, rất là sang nha quý anh chị. Bước vào nhà không gian màu trắng thì bước vào rất là thoải mái luôn, và không khí nó thì rất là mát. Nếu quý anh chị mình mà thường mà đi tìm nhà đã lâu rồi mà mình muốn tìm một cái căn nhà với diện tích lớn thì đây là một cái căn nhà rất là tuyệt vời để gửi đến quý anh chị mình nha. Thì trên đây thiết kế là hai phòng và một cái không gian phòng thờ liên biệt. Đó. Đây là phòng đầu tiên thì cũng đầy đủ tiện ích như đèn ngủ, dây chờ máy lạnh. Và đặc biệt căn nhà của mình là có một cái ban công trước và ban công sau, lấy gió ngoài vào rất là mát luôn nha quý anh chị. Đó. Thì không gian nhà vệ sinh thì được Triều Nguyễn, bên đơn vị Triều Nguyễn lắp đặt ở cuối nhà. Đó. Đây thì không gian nhà vệ sinh thì được thiết kế và mẫu mã y chang như cái tầng trệt của gia đình mình nha quý anh chị. Và đây là không khu vực ban công ở phía sau. Nó qua ra cái khu vực ban công này rất là mát luôn nha quý anh chị. Đây thì nhà thì ở cũng khá là đông rồi, khá là đông đúc rồi. Phía sân sau nhà mình thì được đang trồng rẫy nha quý anh chị, trồng rau á, đang trồng rau sạch nên về đây thì quý anh chị mình có thể tận dụng khu vực này mình ăn rau sạch luôn. Đó, cũng khá là an tâm. Thì khu vực vùng ven mà đâu có nhà như ở ngay trung tâm được đâu quý anh chị, nhà thì san sát hơn sát nhau. Ở đây thì nhà nó còn hơi thưa thớt tí nhưng mà cũng khá là đông,
rất là đông, cũng khá là đông chứ không phải là còn vắng như quý anh chị. Và đây là cái không gian phòng thứ hai. Phòng thứ hai này khá là rộng luôn nha quý anh chị, rất là rộng rãi luôn. Đó, wow, khá là to cái phòng này. Thì cái phòng này thì được thiết kế là ở trên trần vẫn là trần thạch cao nguyên khối, đó, vắng đèn lo, đèn ngủ đồ đầy đủ cho gia đình mình. Có một cái không gian cửa sổ ở phía khu vực này về mình mở ra rất là mát. Và một cái ban công. Đây, một cái ban công ở khu vực này nè quý anh chị. Đó, ban công ngoài này thì cũng được bên đơn vị chị Nguyễn á trồng cho mình những cây lưỡi hổ đó, và cây dừa kiển ở khu vực này, lấy không khí rất là mát luôn nha quý anh chị. Ở đây thì nhà cũng khá là đông đó, rất là đông đúc luôn. Thì từ vị trí ngôi nhà mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi tầm khoảng 30 đến 35 phút thôi. Thì bây giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống không gian tầng trệt. Chị Nguyễn sẽ nói lại giá và vị trí chính xác thì gửi đến quý anh chị mình nha. Gia đình nãy giờ cũng được chị Nguyễn quay sơ đường đi và không gian tầng trệt lên tới trên lầu đó. Thì ngôi nhà của mình với diện tích là ngang 5m, dài vô là 18m, được thiết kế là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và một cái phòng thờ liên việt. Thì ở dưới không gian tầng trệt thì được thiết kế theo kiểu không gian mở nên rất là sang luôn nha quý anh chị. Có một cái phòng mixer ở phía dưới đó. Thì căn nhà của mình được tọa lạc tại gần chợ Long Thượng đó. Thì ngôi nhà của mình là thông thứ hướng, mình có thể đi đường Ninh Đức Thiện nói dài đi tới khu công nghiệp Cầu Tràm, vừa qua khu công nghiệp Cầu Tràm một khoảng là 100m thôi, và có một cái đường bò trùa bên tay trái mình chạy vào tầm khoảng thêm 800m tới một cây số nữa là tới ngôi nhà của mình đó. Hoặc là mình có thể đi đường chợ Long Thượng cũng vẫn được nha quý anh chị đó. Đi tới khu vực chợ Long Thượng mình di chuyển qua ngôi nhà của mình thì mất tầm khoảng đâu đó là mình đi tầm khoảng 3 phút mình đi xe máy, quá là tuyệt vời. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe tải mình di chuyển tới ngôi nhà của mình luôn. Và ngôi nhà của mình được bán với mức giá đúng 1.950.000 thôi, vẫn còn thương lượng nhẹ để gửi đến quý anh chị mình. Đó, tìm đâu ra căn nhà thứ hai quý anh chị. Toàn bộ không gian tầng trệt được ốp PVC hết luôn. Bước vào ngôi nhà thì cảm nhận thực tế của chị Nguyễn rất là mát mẻ nha. Ngoài ngôi nhà của mình là có hướng bắc nữa, đó, rất thích hợp cho gia đình nào đang tìm nhà hướng bắc để mua ở hoặc mua đầu tư kinh doanh bao lời luôn nha quý anh chị. Thì xem đến đây rồi, quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Nếu mà quý anh chị nào đăng ký kênh rồi thì nhớ bấm like và một lượt chia sẻ. Đó, nếu quý anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi những mẫu nhà mới được cập nhật hàng ngày nha. Đó, thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn, Kim Trâm làm việc là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của quý anh chị mình đi xem nhà. Đó, thì cái căn này giá tổng không phát sinh, chỉ có 1.950.000 thôi, sổ Hồng Liên. Đó, dân cư thì ở rất là đông đúc, đường xá thì rộng rãi thông thoáng. Thì giờ chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video của chị Nguyễn. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.